Gần đây, ngày càng có nhiều du học sinh chọn Singapore, Nhật Bản hay là Trung Quốc để theo học. Nhiều chuyên gia nhận định là làn sóng du học đang có xu hướng chuyển từ phương Tây sang phương Đông. Điều này chứng tỏ là chất lượng giáo dục tại các quốc gia hàng đầu châu Á đang ngày càng vươn lên, ngang tầm với nhiều nước trên thế giới. Phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại Trung Quốc. Các tân thạc sĩ Học viện Quan hệ Quốc tế Đại học Bắc Kinh với đa phần là sinh viên theo học từ khắp nơi trên thế giới. Được học tại ngôi trường có bề dày gần 120 năm này là niềm mơ ước của hầu hết học sinh Trung Quốc và nhiều du học sinh. Được tổ chức Time Higher Education Anh xếp hạng 21 trên thế giới, tốt nghiệp từ ngôi trường này, cơ hội xin việc làm tại các tập đoàn đa quốc gia rộng mở đối với các du học sinh. Có nhiều lý do để du học sinh chọn Trung Quốc du học. Trường Đại học Bắc Kinh có nhiều sinh viên quốc tế nên chúng tôi có điều kiện hội nhập tốt, mở mang kiến thức. Theo đà phát triển của nền kinh tế thứ hai thế giới, số lượng du học sinh đến Trung Quốc tăng từ 7 đến 15% mỗi năm. Năm 2016, Trung Quốc có gần 550.000 du học sinh, nhiều nhất là Hàn Quốc với gần 71.000, Mỹ gần